Thưa quý vị, tiếp theo là phần tin Việt Nam và bản tin sau đây cho hay tác giả Phong Nguyễn ra mắt tác phẩm Brandstrom, tức là trống đồng. Phần tin chi tiết Hoàng My gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, tác giả Phong Nguyễn là người sáng tác cuốn tiểu thuyết Adventures of Joe Harbour, tạm dịch là Những cuộc phiêu lưu của Joe Harbour, và hai tập truyện Pages from the Textbook of Alternate History, những trang từ sách giáo khoa lịch sử thay thế, và Memory Sickness, chứng bệnh trí nhớ. Cuốn tiểu thuyết mới của ông mang tên Trống đồng sẽ được Grand Central Publishing xuất bản vào ngày 9 tháng 8 năm 2022. Trống đồng là một tiểu thuyết tuyệt đẹp về Việt Nam thời cổ đại, dựa trên câu chuyện có thật về hai chị em Trưng Nữ Vương, những người đã tạo dựng một đội quân phụ nữ để lật đổ người Hán và cai trị đất nước trên cương vị vua của một dân tộc thống nhất. Cuốn sách được bán với giá 17 Mỹ Kim 99 cent bì mềm. Tác giả Phong Nguyễn đã giành giải thưởng Pirate Heritage Book Award vào năm 2019 và giải thưởng Elixir Press Fiction Prize vào năm 2010. Ông cũng nhận được giải thưởng Pushcart Prize Special Mention vào năm 2011 và năm 2019. Trong một bài đánh giá về cuốn sách Pages from the Textbook of Alternate History, ông Eric Nguyễn, thành viên mạng lưới nghệ sĩ Việt Nam Disaporic, viết rằng những câu chuyện của tác giả Phong Nguyễn đôi khi rất đau lòng, không chỉ vì bối cảnh lịch sử và ý nghĩa hàm ý, mà còn là vì sự sáng tạo và chính xác trong ngôn từ mà tác giả sử dụng để liên kết các nhân vật lịch sử với cảm xúc và sự yếu đuối của con người. Nhắc nhở người đọc rằng những nhân vật này cũng giống như con người về nỗi thống khổ, niềm vui và nỗi sợ hãi. Những câu chuyện của tác giả Phong Nguyễn được xuất bản trên hơn 50 tạp chí và tuyển tập văn học quốc gia, bao gồm AGNI, Boulevard, The Iowa Review, The Florida Review, The Massachusetts Review, Mississippi Review, River Styx, Texas Review, Night Ladder và North American Review. Và thưa quý vị, tiếp theo đây là bản tin cho hay Boston Scientific điều tra về hành vi hối lộ giới chức tại Việt Nam sau khi có báo cáo tố giác. Các nhà sản xuất thiết bị y tế, tức là Boston Scientific Corporation, hiện nay đang điều tra các cáo buộc về việc vi phạm luật chống hối lộ của Hoa Kỳ khi hoạt động tại Việt Nam. Theo như tờ Wall Street Journal đưa tin, thì trong báo cáo hàng tam cá nguyệt được công bố vào tuần trước, thì hãng Boston Scientific cho biết họ đã nhận được một lá thư tố giác vào tháng 3 cáo buộc về hành vi vi phạm đạo luật chống tham nhũng ở ngoại quốc, tức là FCPA. Đây là đạo luật cấm các công ty hối lộ cho giới chức ngoại quốc để đạt được lợi thế kinh doanh. Theo như báo cáo của Boston Scientific, thì họ chỉ thông báo đang hợp tác với các cơ quan chính phủ và không nói chi tiết về bản chất của cuộc điều tra. Đạo luật FCPA được thực thi bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, tức là SEC. Giám đốc tài chính của Boston Scientific cho biết, công ty đang nỗ lực mở rộng kinh doanh và gia tăng doanh thu trong những năm gần đây. Họ sử dụng quỹ đầu tư mạo hiểm của mình để mua lại các công ty. Thưa quý vị, Samsung bắt đầu sản xuất linh kiện chip đầu tiên tại Việt Nam. Nike Asia đưa tin Samsung sẽ bắt đầu sản xuất các bộ phận bán dẫn tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2023. Theo bài đăng xuất hiện vào cuối hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 8, trên trang web chính thức của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, công ty Nam Hàn khổng lồ này hiện đang thử nghiệm các sản phẩm mạng lưới bóng và dự định sản xuất hàng loạt tại nhà máy Samsung Electromechanics Việt Nam ở tỉnh Thái Nguyên. Phần lớn bài đăng này có nội dung trùng khớp với trang chủ của Samsung. Sản xuất chip bán dẫn sẽ là hoạt động kinh doanh thứ ba của Samsung tại Việt Nam, nơi công ty đã sản xuất thiết bị gia dụng và một nửa lượng điện thoại thông minh của công ty. Hành động mới nhất của Samsung cho thấy quyết tâm đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Những thập niên gần đây, Samsung, công ty kiểm soát 35.3% ngành kỹ nghệ bộ nhớ flash NAND trên toàn thế giới, đã đầu tư đáng kể vào Trung Cộng để sản xuất chip. Kể từ năm 2012,
Công ty này đã đầu tư tổng cộng khoảng 26 tỷ Việt Kim vào nhà máy sản xuất thẻ nhớ ở Tây An, miền Trung Trung Cộng. Theo dữ kiện của TrendForce, vào cuối năm ngoái, cơ sở này đã chiếm 43% công suất sản xuất bộ nhớ flash NAND toàn cầu của Samsung và 15% tổng công suất đầu ra toàn cầu. Sự cạnh tranh này ngày càng gia tăng giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực chip, đã kích động một cuộc thay đổi cấu trúc trong chuỗi cung ứng, buộc các nhà sản xuất chip như Samsung và SK Hynix phải xem xét tại chiến lược đầu tư tại Trung Quốc. Và nguồn tin sau đây cho hay khách quốc tế đến Việt Nam vẫn ít đi vì đã xin visa hơi khó khăn, thưa quý vị. Tờ báo Tuổi Trẻ ngày 9 tháng 8 năm 2022 loan tin, ông Nguyễn Trung Khánh là Tổng trưởng Cơ quan Du lịch cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2022, thì Việt Nam mới chỉ đón được 733.400 lượt khách quốc tế, đạt gần 15% chỉ tiêu là 5 triệu du khách. Nguyên nhân được ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam giải thích là do nhà cầm quyền vẫn chưa tạo điều kiện thuận lợi để cho khách vào. Việc xin visa đã khó mà thời gian có hiệu lực chỉ có 15 ngày. Bà Cao Tuyết Lan, Giám đốc Kinh doanh Lữ hành Viettours cho hay, dù nhà cầm quyền tuyên bố mở cửa hoàn toàn, nhưng các du khách quốc tế đi vào Việt Nam vô cùng khó khăn. Không chỉ có du khách quốc tế, mà ngay cả đối tác của công ty khi đi làm visa cũng vô cùng mệt mỏi. Công ty bà Lan phải lên cơ quan xuất nhập cảnh ghi danh, lấy số thứ tự, rồi chờ một tuần sau mới được lên nộp hồ sơ. Đây là trường hợp dành cho các khách hàng là thương gia có chức vụ rõ ràng, còn những khách thông thường thì khó khăn hơn nữa. Theo lời của bà Lan thì thời điểm cuối năm là mùa đón du khách quốc tế. Nếu như nhà cầm quyền không giải quyết nhanh chóng thì sẽ không có lượng khách cao như là họ mong muốn. Ông Võ Anh Tài là phó giám đốc của Sài Gòn Tourist Group cho hay, với lượng khách quốc tế còn ít như hiện nay thì khó có thể nói ngành du lịch của Việt Nam đã phục hồi. Vì 80% công suất phòng tại các cơ sở lưu trú thuộc hệ thống của Sài Gòn Tourist phụ thuộc vào khách quốc tế. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho hay, nhiều viên chức trong bộ máy hành chính cộng sản ở Sài Gòn đã bỏ việc. Báo VN Express ngày 9 tháng 8 năm 2022 loan tin đang có làn sóng ngầm nghỉ việc trong bộ máy hành chính cầm quyền cộng sản. Theo dữ kiện thống kê của Sở Nội vụ Cộng sản tại Sài Gòn, chỉ chính tính riêng vào năm 2021, số lượng viên chức nghỉ việc là 2.188 người, cao gấp 1.7 lần so với năm 2015 là 1.283 người. Nguyên nhân phổ biến là chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ của nhà cầm quyền chưa tương xứng với họ. Áp lực công việc cao, cơ hội thăng tiến và môi trường làm việc chưa đủ sức hấp dẫn với người lao động. Anh Ngô Trường Giang, một viên chức cấp sở ở Sài Gòn cho biết, lương nhà cầm quyền trả cho anh không đủ nuôi bản thân, chứ đừng nói đến việc nuôi gia đình. Với trình độ đại học, lương khởi điểm của anh được nhận là 3 triệu đồng một tháng. Vì vậy, sếp anh phải tìm thêm dự án để cho nhân viên làm thêm, kiếm thu nhập. Thu nhập đã thấp đã đành, nhưng lương lại hay bị trễ, có khi đợi cả năm mới có. Sau 4 năm gắn bó với công sở, anh Giang đã quyết định nghỉ việc. Theo anh Giang, hơn 2/3 số người trúng tuyển cùng đợt với anh đã bỏ việc trong bộ máy cầm quyền, ra ngoài làm. Anh Giang cho biết, nếu ở lại làm cho nhà cầm quyền, anh sẽ bị ù lì, không phát triển bản thân và chắc chắn không nuôi được vợ con. Tương tự là anh Trần Công Hoàng, 32 tuổi, từng tốt nghiệp thạc sĩ tại Australia, nhưng cũng đã nghỉ việc, mặc dù anh là lãnh đạo một phòng, nhưng do thu nhập không tương xứng. Anh Hoàng cho biết, lương khởi điểm của anh nhận là 3 triệu đồng, chứ trừ các khoản bảo hiểm. Dù thấp, nhưng mức lương này của anh Hoàng còn cao hơn những cử nhân đại học. Một lần nữa chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức ở nơi đây khi trở lại sẽ gần quý vị những phóng sự từ Florida cũng như là từ miền Nam California. Mời quý vị nhớ đón theo dõi.